Người đàn ông này đã đưa cho cô gái 30 vạn, yêu cầu cô giúp ông ta một việc. Mỹ Lệ tò mò bản thân mình có đáng giá được nhiều tiền như vậy không? Người đàn ông nói hãy giúp ông ta đóng giả một người. Đó là 20 năm trước, sao nữ Vương Xuân được gả vào gia đình giàu có, không ngần ngại bỏ rơi đứa con của mình. Thật không may lúc nhận ra sai lầm của mình, thì cô bé đó đã bị thất lạc bởi người quản lý. Suốt bao năm qua Vương Xuân vẫn luôn đi tìm con gái. Từ Thiên Hào bí mật sai quản lý tìm người thay thế Nhu Nhu để có thể đánh lừa Vương Xuân. Mỹ Lệ đã được điều tra rất kỹ trước khi nhờ đến cô, thế nhưng Mỹ Lệ vẫn từ chối. Khi cô ấy rời đi, bỗng nhận được điện thoại từ cha nuôi của mình, cho biết tình trạng của bà mẹ rất nguy kịch nên cần phải phẫu thuật gấp. Mỹ Lệ bây giờ phải gánh chịu chi phí cho mẹ nuôi, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tìm quản lý, và cô cũng đồng ý với yêu cầu của ông. Tuy nhiên điều mà quản lý không biết là cô gái ngồi trước mặt anh chính là cô bé mà năm đó ông đã thất lạc. Người quản lý đã đưa các bức ảnh của Mỹ Lệ cho Vương Xuân. Nhìn thấy con gái mình trong bức ảnh, không thể kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Quản lý cũng nhắc nhở Vương Xuân, Nhu Nhu đã bị tách khỏi mẹ khi còn rất nhỏ, có lẽ con bé sẽ không nhớ đến mẹ của mình nữa. Vương Xuân cho biết miễn sao tìm thấy con gái mình là được, chuyện gì bà cũng có thể chấp nhận được, nhưng vẫn hy vọng Nhu Nhu sẽ nhớ một chút ký ức về bà. Quản lý đưa ảnh và một tập tài liệu liên quan đến Vương Xuân cho Mỹ Lệ. Khi biết đó là Vương Xuân, Mỹ Lệ rất bất ngờ bởi vì cô là fan hâm mộ của bà. Cô may mắn đã gặp được Vương Xuân hai lần. Quản lý nói với Mỹ Lệ, con gái của Vương Xuân mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi còn nhỏ, được một gia đình nuôi dưỡng nhưng không may đã qua đời. Nghe vậy Mỹ Lệ trong lòng tràn đầy thương cảm, cô nói nhất định sẽ làm tốt thân phận con gái của Vương Xuân. Mỹ Lệ đúng thật là cô gái tốt mà, kiếm tiền trả tiền phẫu thuật cho mẹ nuôi, nỗ lực giả làm con gái của mẹ ruột. Quản lý đưa Mỹ Lệ đến gặp Vương Xuân. Vương Xuân ôm ngay con gái vào trong lòng, cảm thấy cuộc hội ngộ này đã chờ đợi rất lâu rồi. Dưới sự bao bọc của quản lý, Mỹ Lệ đã đối phó với rất nhiều câu hỏi khác nhau của Vương Xuân. Vương Xuân không nghi ngờ gì về Mỹ Lệ, bà quá phấn khích, nói với mọi người Mỹ Lệ là con gái của bà và sẽ đưa cô đến đây sống với bà. Nhưng Mỹ Lệ cho biết đến đây là chỉ để gặp bà và không muốn bất cứ ai biết chuyện hai người là mẹ con, cô chỉ muốn sống cùng với bố mẹ nuôi của mình. Quản lý cũng ra hiệu với Vương Xuân để không tạo quá nhiều áp lực cho Mỹ Lệ. Vương Xuân cũng nghĩ là do con gái mình quá lo lắng nên cũng không nói gì cả. Đúng lúc Mỹ Lệ nhận được cuộc gọi, cho biết mẹ nuôi cô đã phẫu thuật thành công. Vương Xuân nhất quyết đưa con gái mình về nhà. Từ Thiên Hào nhìn Vương Xuân lên xe rời đi, ông ta nói với quản lý nếu lần sau Vương Xuân có tìm Mỹ Lệ, nhất định phải để Mỹ Lệ đóng đinh lên người của Vương Xuân, để khiến cho bà ấy chán nản và gạt bỏ ý định gặp con gái ruột của mình. Nhược Lâm vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha cô và mẹ kế, biết được Vương Xuân có một cô con gái. Vương Xuân muốn đưa con gái thất lạc của mình về đây sống, nhưng lại làm cho Nhược Lâm tức giận. Vương Xuân thuyết phục cô ta bằng cả tình cảm và lý trí, hy vọng Nhược Lâm có thể chấp nhận con gái của bà. Và bà cho biết ngay cả khi tìm được con gái mình, cũng không làm thay đổi vị trí của Nhược Lâm trong lòng bà. Nhược Lâm đã rất xúc động khi nghe điều này, bày tỏ bản thân sẽ chấp nhận cô em gái này. Sau đó Vương Xuân gọi cho Mỹ Lệ, nói cô ngày mai hãy đến nhà bà. Mỹ Lệ phớt lờ sự phản đối của quản lý, đồng ý đến gặp Vương Xuân theo cách riêng của cô. Nhược Lâm nhìn thấy em gái mình là Mỹ Lệ, quá đáng sợ, cô lao tới và nói Mỹ Lệ là kẻ nói dối. Hai chị em cô ta không chỉ bị buộc tội lừa đảo công ty, mà còn giả vờ đang thương ở khắp mọi nơi để nhận 30 vạn. Thế nhưng Vương Xuân vẫn tin vào con gái Mỹ Lệ. Nhược Lâm tuyệt vọng, tôi tin chắc rằng Vương Xuân và Mỹ Lệ không phải là mẹ con. Cô đề nghị đưa Mỹ Lệ đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Vương Xuân tức giận cho ngay cái tát vào mặt Nhược Lâm. Từ Thanh Hào sợ mọi chuyện bại lộ, ông ta cũng giả vờ trách mắng con gái mình. Nếu muốn trở thành con gái của Vương Xuân, lại bị cha hỏi và xúc phạm như thế này, vậy thì tôi không muốn trở thành con gái của Vương Xuân nữa. Điều mà Vương Xuân không thể ngờ được đó là bản thân đã đấu tranh suốt 20 năm, bây giờ cô ấy không muốn nhận người mẹ này. Vương Xuân đau lòng khóc. Lúc này Từ Thiên Hào tranh thủ cơ hội thuyết phục Vương Xuân giữ khoảng cách với Mỹ Lệ, đó là sự đền bù tốt nhất dành cho con bé. Mỹ Lệ nói với quản lý thật sự quá tàn nhẫn khi đối xử với Vương Xuân như thế này, ông cho biết đây hoàn toàn là trò lừa đảo. Nhược Lâm bây giờ rất sợ cơ hội được hát cùng với Vương Xuân sẽ bị Mỹ Lệ cướp mất. Dù Vương Xuân rất muốn bù đắp cho Mỹ Lệ sự thiếu thốn tình mẫu tử, nhưng bà rất yêu thương Nhược Lâm, bà hứa sẽ hát bài hát đó với mỗi Nhược Lâm. Nhìn thấy mẹ kế đảm bảo với mình như vậy, Nhược Lâm đã biến lo lắng thành vui mừng. Mỹ Nhiên làm thêm trong quán bar, tình cờ gặp Trương Quân và bị anh ta làm nhục. Cô nhất thời tức giận uy hiếp Trương Quân, nói sẽ nhờ Vương Xuân giúp đỡ. Trương Quân cười chế giễu, Mỹ Nhiên thẫn thờ một lúc, có thông tin tiết lộ rằng Mỹ Lệ là con gái của Vương Xuân đấy. Ngay sau đó cô đã nhận ra bản thân mình đã lỡ lời. Đột nhiên sang hôm sau các phóng viên hỏi Vương Xuân có con riêng bên ngoài đúng không? Trương Quân nhìn thấy Mỹ Lệ đi từ cầu thang ra, kêu tên của Mỹ Lệ lên. Với khuôn mặt thất thần, cô ấy ngay lập tức trở thành mục tiêu săn lùng của các phóng viên. Vương Xuân ngay lập tức bảo vệ hai cô con gái của mình, thì Quan Nghị đã nắm lấy tay của Mỹ Lệ và bỏ chạy vào hành lang. Lúc này bệnh suyễn của cô lại tái phát, hô hấp là điều rất cần ngay bây giờ. Quan Nghị nhanh chóng hô hấp cho Mỹ Lệ, đến lúc Mỹ Lệ mở mắt ra, cô đẩy mạnh Quan Nghị ra khỏi người mình. Anh đang làm cái gì thế? Cô không cần hô hấp sao? Vậy thì anh đâu nhất thiết phải hôn tôi. Khuôn mặt của Mỹ Lệ đầy ngượng ngùng, ngay khi cô rời đi, tiếp tục lại bị bao vây bởi những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vương Xuân.
Họ chửi Mỹ Lệ là đồ không biết xấu hổ, phá hủy hình ảnh nữ thần trong tâm trí họ. Họ cũng ném trứng gà vào người cô. May thay là Quan Nghị đi đến đúng lúc, anh xua đuổi đám người đó đi. Nhìn người đàn ông ở trước mặt, cô không khỏi rơi nước mắt vì bất bình. Sau đó Quan Nghị đã đưa Mỹ Lệ về nhà. Cha và em gái của cô cũng bị fan hâm mộ chặn ở cửa nhà. Hai cha con họ bơ vơ phải chạy qua nhà của Quan Nghị để tránh nạn. Mỹ Lệ ở một bên rất xấu hổ. Công ty của Từ Thiên Hào bị phanh phui vì bê bối của Vương Xuân. Giá cổ phiếu đang tụt giảm rất mạnh. Để đảo ngược sự sụt giảm giá cổ phiếu của công ty, quyết định đưa gia đình Mỹ Lệ đến Canada. Lúc này Mỹ Nguyên và ông bố cải trang để đến bệnh viện thăm mẹ, thì lại có một nhóm người đi đến tạt sơn vào hai người họ. May mắn thay, nhân viên bảo vệ nhìn thấy và ngăn lại. Tuy nhiên bất ngờ tất cả điều này là do Từ Thiên Hào bí mật xúi dục. Dưới sự thuyết phục của Từ Thiên Hào, Mỹ Lệ lo lắng cho người mẹ hôn mê của mình. Ông ta cho biết sẽ cử người đến chăm sóc mẹ cô 24/24 giờ. Sau khi cha con họ ổn định ở Canada, sẽ gửi mẹ cô qua đó điều trị sau. Mỹ Lệ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Khi quản lý và ông bố nuôi đi nhậu với nhau, ông bố đã nói tên lúc nhỏ của Mỹ Lệ là Nhu Nhu. Quản lý bất ngờ, định hỏi lại ông bố thì ông đã uống say và nằm ngay trên bàn. Sau khi quản lý đưa ông bố về nhà, tình cờ nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của Mỹ Lệ. Lúc này quản lý nhận ra rằng Mỹ Lệ chính là con gái ruột đã thất từ lâu của Vương Xuân. Quản lý cũng cảm thấy tiếc nuối cho Vương Xuân trong năm qua. Ông đã đến nói với Từ Thiên Hào về điều đó. Từ Thiên Hào vô cùng tức giận khi biết sự thật. Ông ta cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, nói với quản lý đợi cho đến khi gia đình Mỹ Lệ đến Canada, ông không được tiết lộ bất cứ điều gì. Sáng hôm sau, Từ Thiên Hào ra lệnh thuộc hạ mình giết chết người để quản lý và Mỹ Lệ biến mất khỏi thế giới. Trong lúc chuẩn bị rời đi, Vương Xuân đã tặng cho Mỹ Lệ chiếc vòng cổ của mình, nói với Mỹ Lệ trong đó có hình ảnh của cô khi còn nhỏ. Lần này hai mẹ con chia tay nhau, không biết có còn gặp lại nhau không. Ngay khi Mỹ Lệ chuẩn bị mở sợi dây chuyền ra xem, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Quan Nghị. Sau đó cô mới biết đã để quên hộ chiếu ở nhà. Quan Nghị đang lái xe qua chỗ của Mỹ Lệ. Lúc này, người quản lý nhận thấy chiếc xe đã mất kiểm soát, điện thoại trong tay Mỹ Lệ văng ra ngoài. Ông phát hiện ra phanh xe có vấn đề, xe ô tô cứ thế mà lao sang trái, sang phải trên đường. Quan Nghị nghe thấy tiếng la hét của hai chị em trong xe, anh vô cùng lo lắng. Chờ cho đến khi Quan Nghị chạy đến, chiếc ô tô đã bị lật nghiêng bên đường. Quan Nghị nhanh chóng cứu Mỹ Lệ ra khỏi xe. Khi anh đến giải cứu người quản lý, thật không may chân của ông đã bị mắc kẹt trong xe. Ông bố nuôi quay lại bất ngờ nhìn thấy xăng từ ô tô bị dò dỉ ra ngoài. Ông vội vàng bước tới kéo Quan Nghị đi. Người quản ý thức bản thân không thể thoát ra ngoài được. Ông nhanh nắm lấy tay của Quan Nghị. Nghe tôi nói đây, thay tôi nói với Vương Xuân, con của bà ấy đã được tìm thấy. Mau đi thôi, hãy coi chừng tử. Trong chốc lát ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ chiếc xe. Mỹ Lệ cũng được đưa đến bệnh viện. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình lúc còn nhỏ. Cô la hét và ngồi bật dậy. Đúng lúc một nhóm phóng viên bao vây, Vương Xuân đi vào ngăn bọn họ lại. Bà rất buồn khi nhìn thấy con gái mình sắp chết. Bà quyết định dùng tình mẫu tử của mình để bảo vệ con gái mình. Bà cũng lập tức thông báo cho các phóng viên, Khương Mỹ Lệ là con gái riêng của tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy trực tiếp liên hệ với tôi. Đừng có quấy rối đến con gái tôi và gia đình bố mẹ nuôi của Mỹ Lệ. Mỹ Lệ à, em hãy lắng nghe lời anh nói đây. Anh thích em. Đối mặt với lời thú nhận tình cảm của Quan Nghị, Mỹ Lệ đã bỏ đi. Tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của người quản lý, và gia đình Khương cùng với Vương Xuân đến nghĩa trang để viếng ông. Vì sợ đánh mất con gái mình một lần nữa, Vương Xuân quyết định đưa Mỹ Lệ về nhà sống chung để bù đắp tình yêu của mẹ đã nợ trong 20 năm nay. Nhưng Mỹ Lệ biết rằng cô ấy chỉ là một kẻ giả mạo, không thể chấp nhận lòng tốt của Vương Xuân. Trước mộ của người quản lý, bố nuôi bị lương tâm lên án. Ông thừa nhận rằng Mỹ Lệ không phải là con gái của Vương Xuân, yêu cầu Vương Xuân để gia đình họ rời đi. Nhưng không ngờ Vương Xuân đã quỳ xuống đất van xin ông bố cho phép Mỹ Lệ sống trong gia đình họ Từ. Hành động của Vương Xuân khiến Mỹ Lệ không thể chịu đựng được. Mỹ Lệ quyết định thỏa mãn nguyện vọng của Vương Xuân trước, tìm cơ hội rút lui sau. Mỹ Ly đi đến nhà họ Từ, Nhược Lâm chế giễu, sỉ nhục Mỹ Lệ. Nhưng khi Vương Xuân xuất hiện, cô ta ngay lập tức khôi phục lại biểu hiện của một cô gái ngoan hiền. Vương Xuân nhìn thấy hai chị em hòa hợp với nhau như thế này, làm cho bà cảm thấy rất hạnh phúc. Vì lý do này mà Vương Xuân đã đặc biệt tìm đến Quan Nghị, muốn anh ấy sắp xếp một cuộc phỏng vấn độc quyền giữa bà và Nhược Lâm để album của Nhược Lâm có thể phát hành bình thường. Quan Nghị nhắc nhở Vương Xuân rằng giọng ca của Mỹ Lệ sinh ra là để hát. Anh cũng thảo luận với bà ấy để cho Mỹ Lệ ra mắt. Vương Xuân biết rằng ngành công nghiệp giải trí vô cùng phức tạp. Mỹ Lệ là người có tâm trí đơn giản và bà ấy chỉ muốn Mỹ Lệ sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Tuy nhiên, để trả ơn cho Vương Xuân, Mỹ Lệ đã đề nghị tham gia phỏng vấn chương trình. Khi Quan Nghị và Nhược Lâm đang thảo luận về cuộc phỏng vấn, Nhược Lâm vô tình quay đầu lại và nhìn thấy Mỹ Lệ. Cô liền ôm lấy Quan Nghị và hôn lấy anh. Mỹ Lệ trông có vẻ khó chịu sau khi nhìn thấy cảnh đó. Quan Nghị đẩy cô ấy ra, Nhược Lâm mừng thầm vì kế hoạch đã thành công. Ngay khi Quan Nghị bước vào nhà và hỏi thăm đến Mỹ Lệ, nhưng anh đã bị Mỹ Lệ chế giễu. Quan Nghị khó hiểu, cho đến khi anh rời khỏi đó và ra ngoài, vô tình nhìn thấy khóe miệng của mình qua cửa kính xe. Lúc này anh mới nhận ra rằng Mỹ Lệ đã hiểu lầm anh.